VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Lần trước thì chúng ta đã cùng nhau đập hộp chiếc micro có dây giá rẻ Shure KS-M9 rồi đúng không nào? Vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khám phá chiếc micro tầm trung cũng bán chạy không kém tại VDA của chúng tôi. Vâng, đấy chính là chiếc micro Sennheiser M372. Sennheiser M372 là một chiếc micro tầm trung mà anh em nên lựa chọn cho không gian trên 25m2, và em micro này có thể sử dụng cho dàn âm thanh chuyên nghiệp. Toàn bộ micro Sennheiser M372 bao gồm hai micro Sennheiser M372, một bộ nhận tín hiệu, một cáp tín hiệu 6mm, một adapter nguồn, hai anten, hai bao da. Đầu tiên không thể không nói đến thiết kế của micro Sennheiser M3732, vì ngay từ cái nhìn đầu tiên thì em ấy đã gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ cá tính, vỏ thép bao bọc chắc chắn đi liền với tông màu đen kim loại bóng loáng, đặc biệt là điểm nhấn vòng chống lăn với hai màu sơn dương và màu cam bắt mắt, phần đuôi có cao su bảo vệ để tăng độ bền cho micro. Màn hình LED hiển thị tần số và báo thời lượng pin vừa giúp anh em dễ dàng quan sát mà còn mang lại vẻ hiện đại cho sản phẩm. Cuối cùng là công tắc trượt on-off trên thanh micro. Chiếc micro này có độ dài vừa phải, tầm 30cm, lúc cầm khá là chắc tay, hơn nữa lại khá là nhẹ nhàng nên anh em rất dễ sử dụng. Có thể thấy thiết kế của micro Sennheiser M3732 nhìn chung được nhiều khách hàng hài lòng. Còn về tính năng của em nói thì sao? Có thực sự thuyết phục anh em hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu. Chống hú đến 95%, một trong những tính năng được lòng khách hàng của Sennheiser khi mà trang bị công nghệ sóng cao tần UHF. Cụ thể là không gây hú ù tai khi micro để gần loa, không nhiều sóng điện thoại, không rè khi tăng volume đột ngột. Micro Sennheiser M3732 sở công nghệ E91 độc quyền của Sennheiser, hỗ trợ micro hút âm nhạy gấp 2 micro thường. Anh em khỏi phải tốn nhiều hơi sức khi hát, vì dù hát nhẹ thì tiếng phát ra vẫn to rõ và thanh thoát. Với micro này, anh em cũng không còn nỗi lo lẫn tạp âm khi hát bởi với thiết kế màng lọc kim loại chuẩn audio của Đức. Tạp âm được loại bỏ khá ổn khi truyền đến loa. Thêm một ưu điểm của em micro này nữa là đầu thu sóng 2 cái độc lập, bắt sóng hơn 50m. Còn nói về độ bền của pin thì anh em cứ yên tâm, micro dùng 2 cục pin 2A, sử dụng từ 4 đến 5 giờ đồng hồ. Và nếu anh em muốn kéo dài thời gian sử dụng pin thì có thể mua pin sạc rời để sử dụng, và càng tiện hơn khi mà micro có đèn báo pin cho anh em dễ dàng nhận biết. Về đánh giá ưu nhược điểm của chiếc micro Sennheiser M3732, chúng ta có những đánh giá như sau. Về ưu điểm, có chống hú lên 95%, khả năng hút âm gấp 2 lần, lọc bỏ hoàn toàn tạp âm, phạm vi bắt sóng xa phù hợp cho phòng trên 25m2. Tuy nhiên, micro Sennheiser M3732 tồn tại một chút nhược điểm nhưng không quá là trở ngại để anh em đến với em nó. Cụ thể là hỗ trợ thiên về giọng cao hơn là giọng trầm, mở volume quá lớn thì giọng sẽ hơi bị lật về âm sắc. Và anh em đừng quên là tại VDA của chúng tôi, giá của một bộ Sennheiser M3732 chỉ có 2.500.000 đồng, và anh em còn được nhận rất nhiều quà tặng hấp dẫn. Nhớ like, subscribe cho kênh YouTube của VDA nhé. Bye bye. VDA lắp dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn như quán karaoke Sài Gòn. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1-207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2-105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3-178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4-320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.